Thưa quý vị và các bạn, số thu ngân sách tháng 4 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ước đạt trên 3.200 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm đạt trên 13.400 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa tháng 4 đạt trên 2.900 tỷ đồng, thuế xuất nhập khẩu đạt 350 tỷ đồng. Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 13.400 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa trên 12.000 tỷ đồng, tăng hơn 17%, thuế xuất nhập khẩu trên 1.360 tỷ đồng, giảm 13%. Một số khoản thu nội địa tăng như thu từ doanh nghiệp nhà nước, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu từ khu vực ngoài quốc doanh, tỷ lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân và các khoản thu về đất. Năm 2024, tỉnh Hưng Yên có kế hoạch thu gần 33.000 tỷ đồng.